Thay mặt cho cán bộ giáo viên của trường xin gửi tới lời cảm ơn chân thành tới công ty FPT đã tặng đầu thu FPT Playbook với cái món quà 55 in này thì sẽ giúp cho cái công tác dạy và học của trường được nâng lên rất là nhiều, là về cái những nội dung trong các tiết học của các môn học có những cái nội dung lồng ghép những các video hay là những cái phần trải nghiệm rồi là phần hoạt động ngoài giới lớp thì những cái nội dung sẽ được thể hiện hết trên mềm này thì nó giúp cho học sinh sẽ tiếp thu và hiểu những nội dung mà thầy cô cần truyền đạt. Với cái chương trình từ cái công ty rất là ý nghĩa đối với học sinh ở vùng sâu vùng xa. Ngoài cái việc cho các em tiếp cận được những cái bộ phim đối với các em ở thành phố thì nó rất là bình thường, nhưng với các em ở nơi đây thì hầu như là các em chưa được biết. Và thậm chí những em rất là lớn và xuống nhờ các chú mở cho chương trình siêu nhân á, thì đối với các em thì đây nó là một cái sân chơi rất là bổ ích. Ngoài cái hoạt động thể dục thể thao ra thì cái chương trình này nó gần giống như là một cái rạp chiếu phim thu nhỏ cho các em trong sau giờ học, những giờ ra chơi các em có thể lên để tiếp cận với các cái chương trình hệ thống mình đem lại. Và cũng thêm một cái nữa là giúp cho nhà trường có một cái sân chơi để cho thêm một cái phần ý nghĩa, đó là mỗi ngày các em tới trường sẽ thêm một nội dung. Thì phía nhà trường rất là cảm ơn cái công ty đã cho nhà trường thêm một sân chơi mới để cho các em tới trường với nhiều ý nghĩa. Em rất là thích cái chương trình gặp chiếu phim của trường em, và qua thời gian giải lao thì chúng em có thể giao lưu, giải trí, xem những các bộ phim mà có lợi ích với các em trên mạng và có thể tìm hiểu những thông tin rất bổ ích trên mạng. Dạ, em cũng chưa có TV, bây giờ lần đầu tiên em được xem TV, thấy rất vui.